Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan đục bê tông hút Banda HPD2801. Và đây là chiếc máy của chúng ta. Bên ngoài của máy thì có một lớp hộp vỏ bằng giấy, và bên trong thì sẽ có một hộp đựng bằng nhựa cao cấp, rất là tiện lợi khi bảo quản và trong khi di chuyển đến các vị trí khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp ra xem bên trong có những phụ kiện gì. Và đây là bên trong hộp của chúng ta. Khi mở hộp ra thì đây là sách hướng dẫn, đây là tay cầm phụ, phiếu bảo hành của Husqvarna. Đây là đầu chuyển từ đầu gài sang đầu khóa. Đây là đầu chuyển của chúng ta. Chúng ta sẽ gắn với đầu chuyển này. Đi kèm theo máy thì sẽ có thêm 5 mũi đục cách khác nhau. Một thước để đo độ khoan sâu. Và đây là thân máy của Husqvarna HPD2801. Đây là mở khóa của đầu khóa. Đối với chiếc khoan đục bê tông này thì có công suất là 950W. Máy sử dụng điện 220V 50Hz và độ khoan, đường kính khoan gỗ là 30mm, đường kính khoan đục bê tông là 28mm và đường kính khoan sắt thép là 13mm. Đây là tổng quan của chiếc máy. Trên máy thì có nút để điều chỉnh từ khoan đục sang búa, chúng ta chỉ cần xoay núm vặn thôi. Đây là cò bóp của máy. Bên hông này là nút để chuyển xoay chế độ từ bên hông này là nút để xoay chuyển từ khoan tới và khoan lui. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử các mũi khoan này. Đây là mũi đục nhọn. Đối với mũi gài thì chúng ta chỉ cần đẩy vào là đã khóa được mũi gài. Và khi ta tháo ra thì ta sẽ kéo đầu gài xuống và rút chiếc mũi ra. Bây giờ tôi sẽ cấp điện để thử máy. Đây là chế độ khoan. Ta chuyển qua chế độ búa và chế độ đục. Đó là toàn bộ về chiếc máy. Tôi sẽ gắn đầu chuyển. Đầu chuyển thì các bạn sẽ vặn chặt, siết chặt con ốc đầu chuyển và gắn lên đầu gài này. Đây là đầu chuyển của chúng ta. Chúng ta đổi chiều. Đầu chuyển này
thì để dùng cho những mũi khoan sắt có cạnh trơn, chúng ta sẽ gắn vào đầu và dùng khóa siết chặt lại. Đối với chiếc máy này thì tốc độ khoan là từ 0 đến 1.300 vòng trên phút và tốc độ đục là từ 0 đến 5.500 lần đục trên một phút. Còn đây là tay cầm phụ. Tay cầm phụ thì khi lắp các bạn chỉ cần xoay này ra để mở vòng của tay cầm phụ và chúng ta lắp vào phía trên. Khi lắp vào thì chúng ta sẽ siết chặt lại. Đây là cách lắp tay cầm phụ. Khi đến thì các bạn sẽ lắp thước đo độ sâu. Khi lắp thước đo độ sâu thì các bạn bấm nút màu đỏ xuống để cho hở ra và chúng ta sẽ nhét thước đo độ sâu vào. Tùy theo các bạn muốn chỉnh độ sâu mà các bạn có thể chỉnh lùi tới hoặc cao lên. Đây là toàn bộ cách lắp của chúng ta. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan đục bê tông Husqvarna HBD2801. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm này của chúng tôi, hãy đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú hoặc liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.